Gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, đảm nhận vai trò chuyển hóa và loại bỏ các chất độc hại. Việc duy trì sức khỏe của gan là rất cần thiết để đảm bảo cơ thể hoạt động hiệu quả. Dưới đây là 7 loại thực phẩm tự nhiên có thể giúp bạn thải độc gan một cách hiệu quả. 1. Tỏi Tỏi chứa hợp chất allicin và selenium. Hai chất này có khả năng kích thích gan sản sinh ra các enzyme thải độc. Tỏi cũng giúp làm sạch máu và giảm mức cholesterol xấu góp phần bảo vệ gan khỏi các tổn thương do tích tụ chất béo. Hay trà xanh. Trà xanh chứa catechin, một loại chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ gan trong việc thải độc và cải thiện chức năng. Uống trà xanh mỗi ngày là cách đơn giản để bảo vệ gan và tăng cường sức khỏe tổng thể. 3. Bông cải xanh. Bông cải xanh là một nguồn cung cấp sulforaphane, một hợp chất giúp tăng cường khả năng thải độc của gan, Ăn bông cải xanh thường xuyên giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, bao gồm cả những chất gây ung thư, đồng thời cải thiện chức năng gan. 4. Quả bơ. Bơ chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương do độc tố. Bơ còn cung cấp nhiều vitamin E, C và các chất béo lành mạnh, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc. 5. Củ cải đường. Củ cải đường giúp kích thích và cải thiện chức năng gan bằng cách tăng cường quá trình thải độc qua đường mật. Củ cải đường cũng giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và loại bỏ độc tố một cách hiệu quả. 6. Táo Các thử nghiệm trên động vật cho thấy chất polyphenol, hợp chất chống oxy hóa, trong táo có thể giúp giảm lượng chất béo tích tụ trong các mô gan. Bảo vệ bộ phận này cho phép các chất độc hại trong gan được xả dễ dàng hơn. 7. Quả có muối các loại trái cây có muối như cam, chanh, quýt và bưởi chứa de giúp đảo ngược tổn thương gan do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bạn có thể tăng lượng de bằng cách thêm hương vị cam quýt vào món ăn. Trái cây họ cam quýt cũng giàu vitamin C, naringenin và naringin, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng